Dạ hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng Di động Thành Phú nha. Hôm nay thì cũng cả 3-4 ngày rồi em mới lên lại một cái video mới để giới thiệu thêm một số dòng sản phẩm bên em. Thì đầu tiên thì cũng một lời xin lỗi đến tất cả các quý khách hàng vì bên em đã không báo giá cũng như là báo cái chương trình hàng ngày trong 4 ngày qua. Thì thứ nhất là tại vì 4 ngày qua thì trong em có được nghỉ ở gia đình có đám. Thì có nghỉ thì nhân viên bên em thì vẫn bán hàng bình thường, vẫn bán hàng bình thường, chỉ có em nghỉ thôi thì em không lên video cho quý khách hàng được. Và với lại cũng bên em cũng có sửa lại bên cái kho sỉ một tí, tức là mình sửa chữa lại cái ở bên kho, thì thành ra là bên em không có lên video được. Thì cũng có rất là nhiều khách hàng cũng có liên hệ cho em mà nói ở tại sao không lên chương trình báo giá hàng ngày này cái nọ, thì cũng rất mong quý khách hàng thông cảm ha. Và từ ngày hôm nay thì bên em đã bắt đầu làm việc trở lại ổn định bình thường. Thì tất cả những chương trình báo giá hàng ngày thì bên em cũng chịu báo giá từ 11 giờ cho đến 12 giờ bình thường nha mọi người nha. Và ở đây cũng như những cái video khác, em xin phép 1 phút để nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em cho dễ tiếp cận hơn cho những khách hàng mới nha. Bên em là cửa hàng Di động Thành Phú, chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện nha. Facebook và YouTube đó, thì quý khách hàng có thể gõ tên cửa hàng em đó là Di động Thành Phú để xem được những cái video cũng như là những chương trình báo giá hàng ngày bên em nha. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971172105. Bên em thì chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại này thôi. Thời gian làm việc bên em ấy thì từ 7:30 sáng cho đến 8:30 tối hàng ngày. Nói chung là trong cái thời gian làm việc này, quý khách hàng cứ liên hệ trực tiếp cho em để gặp trực tiếp em và trao đổi về những cái mặt hàng cũng như là những cái chương trình máy. Cũng như là bên em thì cũng có nhận thu cũ đổi máy mới nha mọi người nha. Thu cũ và đổi máy mới vẫn có nhận đầy đủ hết. Bên em thì tất cả các đơn hàng đều gửi hàng toàn quốc. Và để tránh những cái trường hợp như là bom hàng hay một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000, 100.000 cho những khách hàng mới. Còn những khách hàng mà mua hàng bên em nhiều lần, nhiều năm nay rồi thì chắc chắn là không cần phải cọc ha. Cứ liên hệ cho em và bên em sẽ gửi hàng đi thôi. Thì cái hình thức mua bán em cũng có để trong phần mô tả video thì quý khách hàng cũng có thể tham khảo lại nha. Và những khách hàng nào mà đã từng mua hàng bên em rồi thì cũng biết được cái hình thức mua bán bên em thì cũng có thể giúp em để lại một bình luận bên dưới. Cũng như là để cho những khách hàng mới có thể tin tưởng hơn cũng như là tiện trao đổi hơn nha mọi người nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ vào luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay nha. Sản phẩm mà em muốn giới thiệu đến quý khách hàng đó là một cây Lenovo Tab nha mọi người nha. Dòng này thì bên em về cái lô này nó cực kỳ rẻ cho một con Lenovo Tab. Thì phụ kiện nó sẽ gồm có cái hộp máy nè. Thực chất cái hộp này thì mình bỏ thôi. Cái hộp này rất là cũ nha mọi người nha. Mình nhìn cái hộp bên ngoài nó không có được đẹp lắm ha. Nó rất là cũ. Tại vì cái hộp này nó là hộp trắng mà hàng nhà là hàng đã qua sử dụng nha. Bên trong hộp thì nó chỉ để đựng máy và đựng một cái bộ cốc cáp sạc thôi chứ không có gì hết ha. Nó không có gì ngoài những cái combo phụ kiện này hết. Mà một cái lô máy này là lo rất lâu rồi bên em mới về được. Mà được cái là cái lô này nó giá nó rất là rẻ. Như em có báo với quý khách hàng đợt trước á, cách đây khoảng tầm rơi vào khoảng tầm thứ năm tuần vừa rồi á, em có báo là cuối tuần em đã có cái hàng này rồi. Nhưng mà thực chất cuối tuần vừa rồi em rất là bận, em không có lên video được. Đấy, bây giờ em mới lên giới thiệu cho quý khách hàng. Đây là những cái cây Lenovo Tab 38 Plus. Phiên bản này là phiên bản máy zin nha mọi người nha. Máy zin lưng thì đẹp nha, nhưng mà màn thì nó có hơi xước xước nhẹ một tí nè. Màn này thì đã có dán sẵn cường lực rồi. Khi mình tháo cường lực này ra là mình sẽ thấy được cái màn nó đẹp nha mọi người nha. Đấy, nó xước là xước do trên cái cường lực này thôi nè. Đó. Con này thì bây giờ em về máy nó không có kèm ốp lưng nha. Giá máy nó rất là rẻ luôn. Hiện tại bên em thanh lý cho quý khách hàng đi là giảm thêm 300 ngàn một máy. Như đợt trước thì nó sẽ là 1 triệu 6 đúng không ạ? Đợt này thì bên em nó chỉ còn có 1 triệu 3 thôi. Bởi vì em mới nói đây là một cái lô máy tính bảng mà giá cực kỳ rẻ mà bên em trước giờ về được. Đấy. Chế độ bảo hành thì khỏi chê, một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi cho nhà sản xuất thì quý khách hàng yên tâm. Những con này những cái tác vụ cơ bản như là Facebook nè, YouTube, TikTok hay là YouTube Kids dành riêng cho trẻ em hoặc là Zalo này cái nọ là mình sử dụng thoải mái nha mọi người nha. Đấy. YouTube này, mình gõ thử bản nhạc đi. Nói chung là tất tần tật tất cả các chức năng. Đấy. Thì mình ở đây em sẽ bao hết nha mọi người nha, tất tần tật tất cả các chức năng nha. Đấy. Mình sẽ cho nó ngã màn hình xuống một tí ha. Đấy. Đó. Cái này xem phim nghe nhạc vô tư nha, nó sử dụng loa kép nha mọi người nha, đây màn loa kép nha. Đó. Có cốc cáp sạc rồi, có kèm cường lực rồi, chỉ có điều là nó không có bao da thôi. Con này thì không có kèm bao da ốp lưng nha, tại vì bao da ốp lưng thì em không có về chung đợt này được. Đấy, YouTube không quảng cáo có nè, Facebook sử dụng ok nè, những chương trình học lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3, những chương trình tập đọc, tập viết, học tiếng Anh này cái nọ là tải ok hết nha. Những chương trình dành riêng cho em bé nè, đấy, có sẵn hết nha mọi người nha. Trong này nó sẽ có những cái video dành riêng cho em bé thôi, nó không có video của người lớn nha. Đấy, vô tư luôn ha mọi người nha. Còn thực hiện cuộc gọi video call, ví dụ như là mình gọi điện trên Facebook cũng như là Zalo á. Đây,
Ở mức camera này cũng rất là ok nha mọi người. Nói chung là ở nằm về cái mức camera này thì tầm tạm ổn thôi. Đấy. Ở cỡ này thì mình thực hiện cuộc gọi video call ok. Nói chung là chỉ có hình hơn 1 triệu chứ 1 triệu 3 thì con này là rất là đáng đồng tiền luôn. Rất là mạnh nha, lướt TikTok vô tư luôn nha mọi người, TikTok nè. Đấy, lướt TikTok ok luôn nha. Đấy. Lướt TikTok này kia là ok hết nha mọi người nha. Ở đây thì em còn khoảng tầm chục cây, hơn chục cây với mức giá sẽ là 1 triệu 3 nha mọi người nha. Em sẽ chỉnh cái cam một tí nha. À em quên đã nói về màn hình con này. Con này màn hình nó là 8 inch và pin nó được là 4200 nha mọi người nha. Đây này em quên, 4250 nha. Đấy, lên Volt 838 chỉ có 1 triệu 3 thôi. Và một cái dòng máy nữa mà em cũng mới vừa cập bến được thêm, đó là dòng Redmi Note 13. Đấy, Redmi Note 13 bản Việt Nam nha. Bản này thì bên em nó sẽ gần như là hàng mới nha mọi người nha, gần như mới luôn. Nó còn bảo hành chính hãng, thì những con này thì nó vẫn bảo hành chính hãng lên cho mình là hơn 10 tháng. Nó cũng giống lô trước thôi, tại vì thường thường á thì bên hãng Redmi nó cứ thanh lý khoảng tầm hơn 10 tháng, còn hơn 10 tháng bảo hành là sẽ thanh lý ra cho bên tụi em. Đây Redmi Note 13 Pro nha mọi người nha. Để em nhầm là Redmi Note 13. Hàng này là hàng Pro nha. Hàng này cao cấp hơn. Bên trong vẫn sẽ có ốp lưng, có sách hướng dẫn, có wireless sim theo máy các kiểu, cũng như là có thêm một bộ cốc cáp sạc theo máy nha mọi người nha. Một bộ cốc cáp sạc theo máy 67W nè. Đấy. Dòng này thì cấu hình nó rất là mạnh, phiên bản Việt á thì nó sẽ là hỗ trợ cho mình là 4G nè, 2 SIM nè, và dòng này thì nó sẽ sở hữu con chip G99 Ultra nha mọi người nha. Đấy. Em sẽ mở máy lên một tí ha. Quý hàng khi nhận hàng á, mình cứ lưu ý giùm em, đây là không phải màn hình nó xước nha, mình nhìn thấy những cái điểm xước xước nha, không phải nha. Tại vì đây là cái miếng dán của trên cái màn hình này. Trên màn hình này nó sẽ có một cái miếng BBF dán sẵn. Đây là cái miếng dán của hãng luôn, người ta dán ra cho mình luôn nha mọi người nha. Đấy. Những con này thì hiện tại bên em đang bán ra là 4 triệu rưỡi cho phiên bản này, là phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Nó sẽ rẻ hơn một con máy mới 100%, lên đến là khoảng tầm 2 triệu hơn 2 triệu. Nếu như hàng mà Pro này mà hàng mới thì hiện tại bây giờ có một số trung tâm siêu thị sẽ bán khoảng tầm 6 triệu 2, 6 triệu 3, và có một số chỗ nó sẽ bán là 6 triệu 7. Đó là cái mức giá mà mọi người có thể so sánh ở trên nền tảng Google. Mình nhập vào Google thì mình có thể so sánh được ngay luôn. Đấy. Cái bất công thì bên em ở bên em có thể nói những nó không chính xác. Đấy. Mình có thể so sánh vào trong đó mình kiểm tra luôn nha. Về phần thông tin thiết bị nha, sẽ có gần như đầy đủ hết. Phiên bản Android con này là Android 13 nè. Bộ nhớ 128GB, RAM thì sẽ là RAM 8 cộng 4. Chip của nó sẽ là G99 Ultra nha. CPU sẽ được là 8 nhân. Con này thì chiến game cực kỳ mạnh luôn. Bộ nhớ là 128GB. Camera sau nó sẽ được là 200 megapixel nha. Như mình sẽ thấy cái khung camera này rất là to và đẹp nha mọi người nha. Khung camera rất là to. Những cái tem này thì mình chỉ bỏ thôi chứ không phải gì hết. Những cái tem này thì dán cho có thôi. Đấy. Rất là đẹp nha mọi người nha. Camera này 200 megapixel. Em sẽ test luôn camera cho mình. Những con này thì mình mua thì không cần bảo hành bên em đâu, thực chất không cần bảo hành bên em. Cứ bảo hành trực tiếp hãng cho nó yên tâm. Cứ hư hao gì thì Redmi người ta sẽ đổi trả hỗ trợ bảo hành 100% cho mình hết. Những con này thì bảo hành hơn lên đến là hơn 10 tháng nha mọi người, hơn 10 tháng luôn. Cấu hình rất là mạnh nha, màn hình 120Hz. Và đặc biệt pin của dòng này, pin của nó sẽ được là 5100 nha mọi người nha. Pin 5100. Màn của nó độ rộng sẽ được là 6.67 inch và cái công nghệ màn hình của con này nó sẽ là công nghệ AMOLED nha. Đấy. Pin thì pin được 5000, đấy, pin được 5000, em nói nhầm, pin được 5000 nha mọi người nha. Đấy. Camera thì con này rất là đẹp, con này về chiến game chiến thuật là rất thoải mái nha, màn hình AMOLED, cảm biến phân tay trong màn luôn, đây, rất là mượt, màn hình 120Hz nha mọi người nha. Bảo hành chính hãng cho mình yên tâm mà sử dụng nha. Tiếp đến mình sẽ về với một số cái dòng máy giá rẻ nha mọi người nha. Ở đây thì dòng iPhone 7 thì bên em tiếp tục có hàng nha. iPhone 7 giá rẻ phiên bản 32GB. iPhone 7 32GB hiện tại bên em đang bán ra mấy trần là 1.650.000. Nếu như quý khách hàng lấy đầy đủ phụ kiện, chứ là ốp lưng, cường lực, cốc cáp sạc, wireless sim này kia nọ đầy đủ, thì mình hỗ trợ giúp em nó là 150.000, thì tổng cộng con này sẽ là 1.800.000 nha cho iPhone 7G. 7G thì trước giờ bên em vẫn bao là cam kết là máy nguyên zin rồi, kể cả pin là vẫn pin theo máy nha mọi người nha. Đấy, pin thì mình sẽ được bao là trên 80%, còn nếu mình hỗ trợ thay pin thì em sẽ hỗ trợ với mức giá là 100.000 cho mình thay pin, và thay nếu như thay pin loại 1 đó là loại tốt nhất đó, thì mình hỗ trợ là 150.000 cho cái hàng iPhone 7G. 7G thì bây giờ nó gọi là full chức năng, full tác vụ hết. Full chức năng dòng này thì bên em cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Thì nhớ chung là Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, Liên Quân, PUBG hay là Free Fire, bắn súng này cái nọ thì nó đều có thể chơi được. Và bộ nhớ sẽ được là 32GB nha.
Những cái dòng này thì em giới thiệu rất là nhiều cho nên là em sẽ giới thiệu sơ qua thôi, cũng không làm mất thời gian của quý khách hàng nhiều đâu ạ. Tiếp đến là ở đây em sẽ có được một cây SE2020. Cây này thì mình sẽ được tặng thêm một viên pin mới nữa, tại vì ở thực chất cái hàng này em chỉ còn có đúng một cây thôi. Đây là SE2020 nha. Mình nhìn bên ngoài thì nó giống như một cái iPhone 7 thôi, nhưng mà thực chất là về cái cấu hình của nó là ngang ngửa một con iPhone 11 nha mọi nha. Dòng này trở lên nó đã sử dụng cho mình là hai SIM, tại vì nó là dòng cao cấp, nó sử dụng cho mình là hai SIM, một eSIM và một micro SIM. Máy là máy quốc tế chuẩn luôn, con này là phiên bản Mỹ, đang chạy iOS là 17.5, bộ nhớ 64 GB nè. Sử dụng cho mình là hai SIM, số email cuối sẽ là 1385 nha. Máy quốc tế không dính bất kỳ một cái tài khoản nào hết. Và con này á, em bán ra cũng bằng những cái con máy khác thôi. Đợt trước thì SE 2020 của em nó cũng là 2 triệu 9, mà có cốc cáp sạc ốp lưng cường lực thôi, không có tặng thêm pin. Con này thì ngoài có cốc cáp sạc ốp lưng cường lực, em còn tặng thêm một viên pin nữa nha mọi người em. Tặng thêm một viên pin nữa. Đấy. Tại vì sao? Tại vì pin con này nó sẽ được là 83% nè. Đấy, tặng cho quý khách hàng thêm một cục pin sơ cua để sau này ví dụ như là cái pin này nó có xuống cấp đi thì mình có thể có pin sẵn mình thay luôn. Đấy, tặng thêm một cục pin sơ cua nha mọi người nha. Tại vì pin 83 thì thực chất ra mà nói là nó chưa cần thiết phải thay. Cho nên là mình không có thay ra, tại vì cục pin theo máy này nếu mà mình thay ra thì mình thấy rất là tiếc. Pin 83 nó vẫn còn rất là ok, thành ra nếu mà mình thay ra mình bỏ thì rất là tiếc. Cho nên là bên em để ý vậy luôn nha. SE 2020 mà những cái tác vụ cũng như là những cái chức năng của nó là full rồi. Những dòng này là cấu hình nó rất là cao rồi, mình không có cần phải lo lắng về cấu hình gì hết nha mọi nha. iOS thì nó đang chạy là iOS 17 nè. Mình có thể là bản cập nhật iOS. Cái này thì tùy mình thôi, nếu như mình muốn cập nhật thì mình đưa vào những cái phiên bản cập nhật mới thôi. Cái này tùy, lên iOS 17.7 này cái nọ này. Đấy. Thoải mái nha mọi nha. Máy thì con này là máy zin đẹp luôn, SE 2020 nha. Đẹp keng luôn, con này nói chung là đẹp gần như 99 nha mọi nha. Đẹp gần như 99 luôn. Và iPhone XS Max, ở đây thì em sẽ có thêm một cây XS Max nữa nha mọi người nha. Trên tay em đây là một cây iPhone XS Max bản màu vàng gold. Cây này là phiên bản quốc tế chuẩn. Bên em đang bán ra với giá sẽ là 5 triệu 700 ngàn nha mọi người nha. 5 triệu 700 ngàn. Pin được 84 nha. Hàng xuyên đẹp keng nha mọi người nha. Đấy, máy là máy xinh đẹp rồi. Chế độ bảo hành thì với hàng yên tâm là tất cả các dòng sản phẩm bên em bảo hành đều là một đổi một trong vòng 3 tháng hết, cho mình cứ yên tâm mà sử dụng nha. Đây, máy quốc tế chuẩn. Con này thì hiện tại nó đang chạy phiên bản iOS cho mình, đó là iOS 18.1 nha mọi người, 18.0.1. Số máy nó sẽ là phiên bản Mỹ nha mọi người nha, LA bản Mỹ, 64 GB, sử dụng cho mình là hai SIM, một eSIM và một micro SIM. Thông tin pin này, pin con này sẽ được là 84%. Em bao full chức năng và full tác vụ 100% luôn nha. Đấy. iPhone XS Max nha mọi người nha. Dòng này thì chẳng qua là mình thu được của khách thôi, mình thu của khách nâng cấp đời máy thôi. Chứ đợt trước XS Max thì đợt này giá nhập về nó rất là cao. Nó cao hơn cái mức giá này rất là nhiều. Như quý khách hàng sẽ thấy XS Max đợt vừa rồi bên em bán ra là nó rơi khoảng tầm 5 triệu 9 cho những con máy zin như thế này. Khoảng tầm 5 triệu 9 mà con này em bán ra cái 5 triệu 7 thôi. Đấy. Máy zin đẹp nha mọi người nha. XS Max thì pin con nào cũng như vậy thôi, khoảng tầm 80 đến 85, nó khoảng khoảng tầm đấy. Hàng zin đẹp keng, không cứng móp gì hết nha mọi người nha. iPhone XS Max với giá sẽ là 5 triệu 7. Và những cái hàng như là Samsung S20 FE nè. Em sẽ có S20 FE về tiếp tục. S20 FE ở đây em về tiếp được phiên bản quốc tế nè. Mã này là mã quốc tế chuẩn hết nha mọi người nha. Tất cả bên em vừa mã quốc tế, không phải riêng bản hàng bản Mỹ hết. Nó chạy là mã quốc tế hết. Những con này hiện tại bên em đang bán ra là 3 triệu 950 ngàn nha. Bản này thì trước giờ bên em về là liên tục là kiểu như cái bản một SIM thôi. Nhưng mà hàng này thì cực kỳ chất lượng luôn, khách hàng rất là thích cái dòng này S20 FE nha mọi người nha, rất là nhỏ gọn. Đấy. Mà cấu hình rất là mạnh nữa. Màn hình con này mình nói nhỏ gọn nhưng thực chất nó cũng không nhỏ gọn lắm đâu mọi người, chẳng qua mình cầm cái độ dài của cây Samsung này mình cảm thấy nó có cái độ dài á, cho nên mình cầm vào mình thấy cảm giác nó vừa tay, nó hơi nhỏ gọn chứ thực chất nó không nhỏ gọn đâu. Màn hình của nó vẫn là 6.5 inch đấy, con này là 6.5 inch nha mọi người nha. Đấy. Màn hình rất là nhanh và nhạy rồi thì khỏi chê rồi nha, độ nhanh độ nhạy gì không có gì phải chê hết. Màn của nó là công nghệ AMOLED thì mình khỏi cái gì không có gì phải gọi là lăn tăn về cái vấn đề như là độ hiển thị hay này kia nọ nha. Đấy. Nó sẽ là phiên bản một SIM nè. Phần mềm của những con này nó sẽ được cập nhật sẵn cho mình, đó là Android 13. Thực chất là bên em sẽ cập nhật sẵn cho mình là phiên bản Android 13 luôn nha. Pin của nó sẽ được là 4.500, hỗ trợ sạc nhanh và sạc siêu nhanh. Camera này cái nọ thì thoải mái cho những cái dòng này. Đây camera nè, rất là đẹp nha mọi người nha. Đây là mức hiển thị của camera trước nha. Camera trước nó đây, mức quay video của camera trước đây. Đây là mức hiển thị của camera sau nha. Đấy. Chụp ảnh của camera sau nè. Camera góc rộng nè. Zoom lên cho mình khoảng tầm gấp 30 lần, tức là cái độ phóng đại hình ảnh nha mọi người nha.
Những cái này chiến game hay là xử lý ứng dụng như kia nào là thoải mái luôn cho Samsung Galaxy S20 FE nha. 3 triệu 950 ngàn là đã có đủ phụ kiện ốp lưng, cường lực, cóc cáp sạc nhanh cũng như là wireless SIM. Hiện tại tất cả những cái con S20 FE này bên em đang khuyến mãi một chương trình cực kỳ ok luôn. Tức là những cái dòng này khi quý khách hàng đặt hàng bên em thì mình sẽ được hỗ trợ từ bộ sạc 18W. Tức là từ bộ sạc 18W QC 3.0 á, mình sẽ được hỗ trợ lên bộ sạc 25W nha mọi người nha. Rồi em xin lỗi quý khách hàng nha, tại vì em bị lắc mạng một tới tí. Em đang phát trực tiếp mà nó bị lắc một tí. Mình nói là cái S20 FE ha. Cái S20 FE này 3 triệu 950 mà là quý khách hàng đã được tặng đầy đủ phụ kiện rồi nha. Và cái bộ sạc 25W đó thì bên em sẽ hỗ trợ tặng thêm bộ sạc 25W là hoàn toàn miễn phí. Tức là hỗ trợ thu lại bộ sạc 3.0 18W và nâng cấp lên bộ sạc 25W hoàn toàn miễn phí nha mọi người nha. Đặc biệt chỉ áp dụng cho S20 FE thôi. Đấy, hoàn toàn miễn phí nha mọi người nha. 3 triệu 950 ngàn mà được hỗ trợ lên bộ sạc 25W. Ở đây thì tất cả những khách hàng ở xa, những khách hàng mà từng mua S20 FE đợt trước, bên em vẫn hỗ trợ lên bộ sạc mới cho quý khách hàng. Lên bộ sạc mới cũng hỗ trợ với mức giá sẽ là 100 ngàn cho những thu lại những bộ sạc cũ nha mọi người nha. Đó, tại vì những bộ sạc đó thì bên em chỉ lấy ra để kiểu như là test máy thôi, chứ thực chất là bên em bán máy cũ nhưng mà tặng là tặng sạc mới chứ ít khi tặng sạc cũ, gần như là không có tặng sạc cũ. Cho nên những bộ sạc mà bên em thu lại nâng cấp lên đó, thì bên em sẽ hỗ trợ là 100 ngàn nha mọi người nha. Đấy, thì nó là áp dụng những khách hàng ở gần thôi, chứ những khách hàng ở xa mà nội tiền ship gửi tới gửi lui hai dòng tiền ship cũng cả 200 ngàn, thành ra nó hơn tiền bộ sạc, trong khi bộ sạc có 170 ngàn. Đấy, bây giờ nó cũng rất là khó cho khách hàng ở xa. Ở đây thì những dòng S20 FE thì bên em nói là đều là hàng xinh đẹp keng nha mọi người, mình đánh đồng như là 9899 luôn nha mọi người, 3950 mình không lấy phụ kiện bên em vẫn hỗ trợ trừ ra 150 ngàn nữa nha. Những cái dòng máy như là A97 này bên em về rất là nhiều, A97 5G, A97 mà phiên bản RAM 12 bộ nhớ là 256 GB, bên em hiện tại nó chỉ có 3 triệu tư thôi. Đấy, dòng này thì em về rất là nhiều nha mọi người nha. Có ốp lưng nè, em tặng kèm nè. Và máy nè, máy thì ở đây em sẽ còn được hai phiên bản màu, đó là phiên bản màu tím và phiên bản màu đen nha mọi người nha. Ấy, phiên bản màu tím và phiên bản màu xanh, em nhầm, phiên bản màu tím và phiên bản màu xanh. Thì thực chất cái hàng này thì bây giờ số lượng nó không còn nhiều lắm nha mọi người nha, không còn nhiều lắm nha. Đấy. A97 5G nha mọi người nha. Đấy. Màu tím và màu xanh thì dòng này thì nếu như tại vì cái video gần đây nhất á, tức là cái video cách đây khoảng tầm 2 ngày 4 ngày trước á, thì bên em đã lên cái dòng A97 này rồi, thì bên em cũng đã giới thiệu rất là sâu về cấu hình của nó rồi, thì quý khách hàng cũng có thể tham khảo lại nha. Còn A93S, một máy siêu siêu rẻ luôn. Siêu siêu rẻ cho Oppo A93S. Máy gần như mới, bên em bóc siêu kích hoạt, cập nhật sẵn cho mình luôn. Máy này gần như mới hoàn toàn. RAM thì sở hữu cho mình là RAM 8GB và bộ nhớ sẽ lên đến là 256GB. Mà mức giá bên em đang bán ra con này full box luôn. Full box luôn, mức giá nó rất là rẻ, 2 triệu 850 ngàn. Có kèm ốp lưng, cường lực và một bộ cóc cáp sạc nhanh nha mọi người nha. Đấy, gọi là combo đầy đủ phụ kiện luôn. Máy thì mình đánh đồng như là gần như hàng mới, nhưng mà thực chất mình đánh như mới thì có nhiều khách hàng lại không đồng ý, tại vì những con này nó không còn nguyên siêu. Đấy, nó cũng đã hết bảo hành hãng, nhưng mà bảo hành chính cửa hàng bên em một đổi một 3 tháng, còn hơn hãng nữa cho mình yên tâm nha. Oppo A93s màu trắng này, màu xanh này và màu đen, thì với mức giá bên em đang bán ra cho những con này là 2 triệu 850 ngàn nha mọi người nha, 2 triệu 850 ngàn. Nên sẽ vào thông tin thiết bị nha. Đấy. Bộ nhớ 256 GB, tên chất bộ bị sẽ là Oppo A93s 5G, chip Dimensity 700 nè, RAM thì sẽ là RAM 8 cộng 5. Đấy. Android sẽ là Android 12 và sử dụng cho mình là 2 SIM, pin được 5.000 và màn hình sẽ được là 6.5 nha mọi người nha. Rất là ok cho những con này luôn, chiến game chính là vô tư. Camera cũng rất là đẹp nha. Đấy. Camera sẽ được là 48 MP và đây sẽ là mức hiển thị của camera trước, rất là ok nha mọi người nha. Đấy. A93s thì nếu như quý khách hàng cần xem lại cái những dòng này thì cứ nhắn bên em sẽ gửi video thôi. Và một dòng máy nữa mà máy tính bảng cũng là dòng giá rẻ, bên em vừa thanh lý được một cái lô iPad Gen 6, mức giá rẻ hơn iPad Gen 5 đợt vừa rồi luôn. Những cái lô Gen 6 này rẻ hơn luôn. Ở đây iPad Gen 6 thì hiện tại bên em đang bán ra mức giá sẽ là 3 triệu 2 cho phiên bản Wi-Fi nha mọi người nha. Bản này là bản Wi-Fi, không sử dụng SIM nha, bản Wi-Fi 32 GB, hàng zin đẹp. Đấy. iPad Gen 6 nha mọi người nha. Gen 6 thì hiện tại bây giờ những cái phiên bản iOS của nó rất là cao, những con này lên hẳn iOS 17 luôn. Mà mức giá của nó thì nó chỉ bằng cái con Gen 5 được vừa rồi. Như quý khách hàng nào mà tham khảo cửa hàng bên em được vừa rồi thì sẽ biết được iPad Gen 5 Wi-Fi 4G 32 GB
bên em thì nó chỉ có 3 triệu 2 thôi. Ấy, 3 triệu 3 chứ, 3 triệu 3. Mà những con này thì nó chỉ có 3 triệu 2. Gen 6 mà rẻ hơn Gen 5 luôn nha. Tại vì con này nó là bản Wi-Fi, nó không sử dụng 4G giống như con Gen 5 cũ nha. Đấy. Nhưng mà cấu hình thì con này nó mạnh hơn rất là nhiều. Và đặc biệt 3 triệu 2 là đã có đầy đủ phụ kiện, có bao da này, bao da có màu đen và màu xanh nè, bao da, cốc cáp sạc, cũng như là kèm theo là một chế độ bảo hành 1 đổi 1 3 tháng. Còn nếu như quý khách hàng không lấy combo phụ kiện thì bên em vẫn trừ ra đó là 150 ngàn, tính ra một con Gen 6 chỉ nhỉnh hơn 3 triệu, 3 triệu 050 ngàn thì rất là rẻ luôn. Dòng này cấu hình nó rất là mạnh, chiến game, chiến đồ vô tư luôn. Zalo, Facebook, YouTube, TikTok này kia nọ là rất là mượt nha. Đấy. Cực kỳ mượt luôn. Sơn 15.000. Rất là mượt cho mọi người nha. Nói chung là tất cả chức năng. Còn về camera quay phim chụp ảnh thì camera của iPad thì nó cũng chỉ nằm ở mức ok, tầm trung bình thôi. Còn mức camera trước con này để thực hiện gọi video call thì rất là rõ nha, rất là rõ luôn. Điểm tù của cây này nó là cái điểm nó là không sử dụng 4G, tức là mình chỉ sử dụng ở trong nhà thôi, wifi hoặc những chỗ có wifi thôi. Đó là những dòng iPad Gen 6 bên em nha. Thì quý khách hàng ở xa mua hàng, mình cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971172105 nha. Thời gian làm việc bên em ấy từ 7:30 sáng cho đến 8:30 tối hàng ngày. Trong thời gian làm việc, quý khách hàng cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em nha. Số điện thoại này bên em có nhận tin nhắn bên Zalo. Zalo thì em không nhận cuộc gọi nha, tại vì Zalo em rất là nhiều tin nhắn. Nhiều khi là cuộc gọi tới là sau đó nó bị spam á mọi người, thì thành ra là những cái tin nhắn sau em bị trôi 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 tin nhắn thì em không nhận cuộc gọi bên Zalo. Thì rất mong quý khách hàng thông cảm. Dạ rồi, em xin phép được kết thúc video ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa hôm nay của em nhé.